Dạ mình biết được cái thông tin sắp về chưa cô ơi? Chưa nữa hen. Dạ thì hồi nãy con nghe nói rằng là tầm khoảng 8 đến 9 giờ tối á là sẽ về á, rồi gia đình không biết rằng là sẽ có cái hướng đưa em vô bằng đường nào nữa, nhưng mà tí nữa trời mưa á là đường này trơn lắm. Lên đó đó mình đẩy xuồng cho nó đẩy vô. À đi đường ruộng này nó hen. Đi đường ruộng mình đẩy vô. Dạ. Cứ đi đường lộ này đi đâu được, đâu có vô được. Dạ. Mấy chú rồi sao mấy chú? Ở phiêu quá rồi mấy chú làm sao đây? Thì con cố gắng hỗ trợ hết sức luôn, còn cái việc mà ăn ở thì tụi con tự lo được, không sao hết. Cảm ơn mấy chú nhiều lắm đó mà. Dạ cũng quay lên muốn cho cô chú anh chị nào mà có tấm lòng hảo tâm thì hỗ trợ giúp đỡ cho bên gia đình của em Diễm một phần nào đó. Chứ thấy khó khăn khổ quá trời luôn à. Mấy chú thấy trước mắt đó. Dạ. Cũng cảm ơn mấy chú nhiều dữ lắm đó. Dạ. Đỡ cho gia đình này nha. Để cho con nó về. Dạ. Ồ hiện tại giờ là bên nhà đang chặn cái bạt lên. Xe lên bây giờ. Còn anh vậy. Mới tới ơi. Dạ. Cậu mới tới đó hả? Dạ. Ôi mưa luôn rồi. Mưa luôn rồi. Dạ. Hiện tại thì mưa luôn cả nhà. Phía này thì nãy sớm mưa, hãy qua cho cả nhà mình xem á, là dựng cái bạt phía bên này thôi. Còn bên này bây giờ coi như là phải dựng thêm nữa rồi nè. Mưa tới cả nhà. Chuyển đen hết luôn rồi. Đó, tí xíu nữa hoàn thành 8 giờ tối mới đưa em Diễm về á. Thì ôi trời ơi, thật sự luôn á là mà nói á, phải đưa vào cái con đường ruộng này nè. Đó, cả nhà thấy thương không? Không thể nào mà có con đường chính để đưa vào phía bên trong nữa cả nhà. Giờ bên nhà đang cuốn cuồng để làm cái bạt để che mưa đó cả nhà. Chứ chỗ này mà mưa lớn lên một cái thì nói là nó dột, và coi như là nước ở dưới bờ kênh này nè cũng sẽ lên nữa, nó dâng lên nữa thì sẽ bị ngập. Nó sợ là sợ cái vấn đề đó. Mưa nhiều quá chỗ này nó sình ghê lắm cả nhà ơi. Cái này đang dâng cái bạt lên. Đó mình luôn ra ra ra. Dạ dạ con không được, mời con để gì. Luôn vô trong cũng được anh. Chứ mình để sao? Bạt có phải không? Đi cho nằm trong. Có tay nằm trong. Ô Phật ạ. Sấm chớp rồi cả nhà ơi. Sấm chớp. Dạ chào chú nghe. Dạ. Chào chú. Này cái mình để cho nó gì cái là để nữa sau này cái hàng em cho nó nằm đó. Cái hàng nằm đây. Hàng nằm cặp bên đó luôn. Nằm ở trong chiếc xe hả chú? Nằm trong chiếc xe đúng không? Rồi mình có thuê mượn thuê mấy đèn gì chưa anh? Có rồi. Dạ có chưa ông nội? Ông nội ơi. Dạ giờ mời cái nhà vô nói chuyện với ông nội nghe cả nhà nha. Dạ con chào ông nội nghe. Vô phải không? Dạ ông nội ngồi đi ông nội. Dạ ông nội ngồi cho khỏe nha. Dạ máy đèn đồ là mình thuê rồi không? Từ giờ thuê rồi hết rồi. Dạ từ giờ cái bóng đèn là nó cháy dội ra đây rồi. Dạ là giờ mới có một cái bóng đèn này thôi à. Bóng đèn rồi trong nhà có cái nó còn hơi sao hè nữa. Dạ đây là cái bóng đèn năng lượng mặt trời. Năng lượng mặt trời. Ông nội bữa nay có khỏe không? Khỏe, đi thì nó mệt vậy đó. Yeah. Ông nội cơm nước gì chưa? Mới ăn rồi. Uống thuốc chưa ông nội? Uống rồi. Dạ. Ngày phải uống thuốc mới được. Dạ. Bây giờ nó chết rồi không lẽ làm gì mà. Dạ. Tội nghiệp nó quá, chỗ một trẻ quá. Thôi 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 ông nội. Ông nội cứ bình tĩnh đi nha. Bình tĩnh lại ông nội ơi. Cứ bình tĩnh đi ông nội ơi. Đừng có hỏi ông nội. Cảm ơn mấy cháu dữ lắm. Dạ. Bảo cháu thấy trong mày nó khổ dữ lắm. Dạ. Dạ. Nó khổ mà mình không có chỗ ở, phải ở sao dạ. Dạ. Ông nội ngồi ông nội ngồi chơi nghe. Dạ con thấy ông nội cũng hơi mệt á. Dạ. Dạ ông nội nằm nghỉ cho khỏe nghe ông nội nghe. Ông nội cũng lớn tuổi cả nhà, nhất cái hai nữa là cũng có cái căn bệnh trong người á, nên Hải cùng anh em cũng không có dám hỏi ông nội nhiều, mất công ảnh hưởng đến sức khỏe của ông nội nữa cả nhà. À hello con.
ở đây là mấy gái mà coi như là thường xuyên mà nói chung là thân, rất thân thiết với em Diễm luôn cả nhà. Thì cũng như là đang gấp đồ, có từng đã đi làm chung với em Diễm luôn đó, nhưng mà do cái cô duyên đó và em mới không có làm được nữa thì em mới đi về đó. Thì có hãy có quay video clip chia sẻ cho cả nhà mình ở những cái clip mới rồi đó. Chúng ta con gái. Dạ. Dạ. Con cho chú hỏi vài chuyện ha. Thì chú cũng nghe nói là trước cái ngày mà em Diễm mất á, thì con có nằm mơ hay là con có cái cảm giác như thế nào mà chú có nghe ta nói á? Con nói đây, con có thể chia sẻ lại được không? Dạ, con thấy cũng bình thường à, nhưng mà sáng lại thì con mới nghe mẹ điện mà nói là bé cũng thấm mắt. Dạ, nó tên là Thấm, để là ở nhà kêu bằng Thấm lắm vậy thôi. Chứ sao kêu con bằng con với bé Diễm là dai như thế nào? Dai là Diễm là em của con, chị của con, nhưng mà con lớn tuổi hơn. Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay con 18. 18. Con 18 tuổi. Tám tuổi đẹp quá, thấy đẹp con, á. Các con ăn nhiều chung nha. Dạ. Ăn nhiều cho phụ vui. Dạ. Giờ mình sẽ đi ra phía bên ngoài nha cả nhà nha. Hiện tại thì ở chỗ nhà của em Diễm cả nhà là trời chuyển mưa rất là lớn rồi. Các cô, các dì cũng đang chuẩn bị văn bạc để coi như là đừng có để cho mưa nó tạt vô cả nhà. Nếu mà mưa tạt vô á, ướt cái sân này á, thì tí nữa em về á, thì coi như là cái khu này nó bị lầy lội dữ lắm đó. Ra 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 anh ơi cây à. Thì nhà rất là nghèo, rất là khó khăn rồi cả nhà. Coi như là gia đình của em Diễm á là ở dưới này, nhưng mà có một cái rằng là phải ở nhờ ở đậu đất của người chú đó, người chú ruột luôn. Thì ở đây một thời gian xong rồi thì coi như là công việc làm ăn cũng không có nữa, và phải nuôi cho các con ăn học thì cái số tiền nó rất là lớn, rất là nhiều luôn. Nên cha mẹ của em Diễm đã quyết định đưa gia đình lên trên Sài Gòn đó. Là lên trận cũng đã gần hơn 8 năm rồi, chỉ có lâu lâu dịp Tết dịp lễ thì gia đình mới về xung vầy bên ông nội cũng như là bên của chú Thím đó. Cả nhà mình thấy đó, rất là thương luôn. Bây giờ là chưa có cái sự chuẩn bị nào cho nó gọi là tươm tất hết cả nhà, chỉ là những cái tạm bợ mà thôi à. Giờ cả nhà mình cũng thấy đó, chưa có kèn trống cũng như là chưa có mọi cái thứ sự chuẩn bị gì về cái bàn lễ gì hết cả nhà. Chỉ còn có vài tiếng nữa thôi thì linh cữu của em Diễm sẽ được di chuyển về với cái vùng đất mẹ này. Và như người nhà chia sẻ thì cái nơi này chính là cái nơi mà vài tiếng nữa thôi thì em ấy sẽ được nằm ở đây, tức là để làm lễ trong cái đám tang. Và sau đó 1 đến 2 ngày thì em ấy sẽ được lưu chuyển và nằm ở kế bên nội, là cái khúc ngoài đó cả nhà, đưa ra ngoài đó nằm cùng với bà nội. Tại vì lúc mà còn sinh thời và còn sống á thì em rất là thương nội, cái gì cũng lo cho nội hết cả nhà, từ cái bánh, từ cái khăn, cái sữa, rồi cũng như là mọi thứ. Ông nội thì đang ngồi phía bên trong cả nhà. Ông nội rất là buồn luôn, rất là buồn cho một đứa con cháu của mình mà coi như rằng là chưa có gì hết trơn mà cháu mình đã coi như là không còn ở với gia đình nữa rồi. Thiệt sự là rất là buồn luôn. Thì Hải cũng giúp đỡ một phần nào đó trong khả năng của Hải rồi. Xong rồi thì cũng vẫn muốn, mong muốn một điều rằng là các cô chú, anh chị và các bạn hãy rủ cái lòng thương hỗ trợ giúp đỡ cho bên phía gia đình. Hiện tại thì gia đình cũng đang rất là rối, rất là cuốn, trời thì đang mưa tến nữa đó. Thì Hải đang quay video clip cho cả nhà xem, thì Hải không có phụ một tay cho
các cô được, thì điều đó là Hải cũng thấy rất là chạnh lòng. Nhưng mà Hải ghi hình để chia sẻ thực tế và trực tiếp ở nhà của em Diễm cho quý cô dì chú bác, quý anh chị mình xem để được biết rõ hơn. Thực sự rất là khó khăn quá nhà. Đó, ở nhà mình thấy đó. Trời mưa chuyển tới ầm đùm luôn rồi cả nhà ơi. Chị gái nó lo, thì nó thứ ba đó. Dạ, dạ, anh thứ ba đúng không? Nó thứ thằng lớn nhất, thằng nó lớn nhất. Tại vì lúc mà lúc bên nhà xác là con cũng đã từng gặp người anh của Diễm. Con cũng đã có ghi hình tại bên nhà xác cho bệnh viện Thường An ấy. Dạ, từ lúc đó là con cũng giữ liên lạc với người anh trai của Diễm luôn. Đến ngày, con nhớ là ngày hôm qua đó. Là anh trai qua. Là chắc mấy anh bà con á. Dễ. Mấy chú mới đợi tới. Mà cái người con gặp bên nhà xác rồi, mà cái anh nó đẹp trai lắm. Em nó đẹp trai lắm. Nè anh này nè cô, đúng không? Đúng không? Em nó cực kỳ đẹp trai luôn. Đây. Đẹp trai cao ráo phải không? Đẹp trai lắm, con nhìn thấy con mê mà. Vậy là chắc thằng Lượng quá. Đây. Thằng cháu à con. Lượng, Lượng như là Lượng đúng rồi. Rồi là vậy là thằng đó là con cháu à, là đây. Con của bác Hương đó đó. Con của bác. Đây. Dạ, chị sẽ đưa cho cả nhà mình ra phía bên ngoài để coi tiếp. À, bên này là cái như chặt cây tre nè cả nhà, cây tre để chống lên nè. Có bóng đèn đỏ trơn, có bình đỏ trơn rồi. Dạ. Mướn mấy cái bình không gài bỏ đó đó. Mà mình mướn trước đó hen. Mướn trước đó chứ không mướn thì giờ nó không có nữa. Dạ. Thì nó khổ vậy, không có điện nó khổ vậy đó. Ờ, mưa tới nơi rồi tí mà vận chuyển em về cũng khó khăn đó chứ. Mưa mà bây giờ nó về chắc không được về á, mà biết tới chưa thì mình cũng chưa có gặp. Dạ. Mưa em vào làm đường ghe hay là đi đường buôn này rồi. Là nửa cái ruộng rồi. Đẩy đường đẩy đường nào chú? Đẩy ghe tôi vô rồi đẩy cháu tôi vô. Đường ruộng. Đẩy đường ruộng này luôn. Đường, là khi mà bỏ hàng xuống là coi như bị đổ ngay để đẩy vô. Đẩy đường ruộng luôn. Đẩy đường ruộng vô đấy hen. Dạ. Lộ rồi. Em mà sớm bằng bỏ đâu hết luôn. À nãy tôi lại tôi làm cái rồi không đi được đâu. Xuống xuống cái gọi là mình đẩy vô. Mình đẩy tắt cái đường đúng rồi, xuống ghe là đẩy vô. Chứ mình không có thiên bộ được. Đường vô giờ mưa đó nữa trơn trượt nữa, đường nó nhỏ nữa. Mình đây là miễn mà về rồi là có ghe là thiên em vô rồi. Dạ. Mình đẩy vô. Anh chi là đêm về là khoảng mấy giờ là bé về tới nhà không ạ? Anh nghe nó hồi chẳng về gần tới đó mà chắc cũng phải 6-8 giờ mới tới chứ là cũng chưa. Dạ. Là từ trưa đến giờ là mình có đêm trừng trừng để thăm không? Cũng có mấy anh chị này cũng hỏi đó là cũng hay về gần tới gì đó. Thì nói là chừng nào mà hàng nó xuống rồi là mình đẩy vô chứ mình không có thiên đó. Đó. Anh cho em hỏi thăm tí, bây giờ cái phía từ đây, từ ở nhà ra phía lộ là 500m nhưng mà mình phải làm mấy cái bóng đèn á, để tối 8-9 giờ tối mà nó giống quá, nó đâu có đèn đồ ánh sáng đồ ra mà nhờ vô được. Đúng rồi, đúng rồi. Mình phải truyền mấy bóng đèn ra cái đường lộ đi anh ơi. Đâu đủ bình đâu. Đâu có gì đâu. Đâu có đủ bình để truyền. Bình là mình thuê được mà, ở đây không có mấy. Bây giờ thuê được nữa, thuê mấy cái được nữa không anh? Rồi túi xong là có thuê được đèn rồi. Chứ bây giờ là tối á, vắng mà nó tối nữa. Thêm một thằng là trời mưa nó trơn trượt. Này cả nhà, mưa gió rồi mà gia đình phải cuốn cuồng dừng cái này lên cả nhà. Cả nhà thấy rất là thương luôn. Lúc mà Diễm làm trong đó thì gia đình không biết Diễm làm trong đó luôn. Là trước đó là Diễm làm công ty gì? Dạ, công ty gỗ. Rồi qua đó mới được 3 ngày là em ấy mất luôn. Gia đình cũng buồn. Nếu như là cho phép màu lận em ấy bị phỏng hay gì đi về với gia đình cũng được. Nhưng mà thấy mà không thể ra. Em gái tên gì? Em
Anh Tinh Thi. Ờ, anh Tinh Thi. Thêm anh bao nhiêu tuổi rồi Thi? Em 25. 25 tuổi, sao nhìn còn trẻ thế? Trẻ hơn anh luôn á, anh 21 tuổi đây. Rồi, rồi, vậy là anh kêu bằng anh là sao rồi đúng không? Kêu thận gì cũng được bây giờ. Anh ruột là chiếu đó. Tức là cái thời điểm mà, cái thời điểm mà báo, tại vì anh có trò chuyện với Lượng, anh có trò chuyện với Lượng. Thì Lượng có, bữa đó em cũng coi, tình cờ coi là thấy anh quen Lượng lên, là mới biết thông tin là kiếm chỗ đó vậy đó. Thì gia đình ai cũng bu lại đây hết. Và chờ tin tức nhưng mà tìm hỏm gà là cũng như là 6-7 bữa mới có thông tin. Ồ, 6-7 bữa. À, xét nghiệm ADN bao nhiêu ngày em? Xét nghiệm ADN là chết là bữa 6 tây tháng 9 mà tới bữa nay là mới có. 6 tây tháng 9 bữa nay là 5 ngày. 5 ngày. Mới có kết quả là điện ngày nào cũng có kết quả, nói là ngày nào cũng có hết trơn nhưng mà lại tìm thấy xác là không có, còn có 5 xác à. Là 1 xác nữ, 4 xác nam. Rồi nhà cũng hy vọng là như là cho Diễm sống đi, rồi bị thương hay bị gì đi, nhưng mà không được. Không có ngờ trước được em ha. Dạ. Thì trước giờ chỉ là sao với Diễm? Em là em gái. Em gái cô cậu á. Cô cậu. À, tức là ngày hôm qua đấy là anh trò chuyện với Lượng á, thì Lượng cũng còn đang làm ở trên đó. Dạ. Không có trò chuyện với anh được nhiều. Thì Lượng chỉ nói với anh những câu cũng ngắn gọn thôi để Lượng còn làm việc. Đó là à, anh mới hỏi là Lượng ơi, em có xét nghiệm đi anh cho em chưa, nói là nhà xét nghiệm đi anh hết rồi và đến giờ này luôn người ta đã ra nhiều lắm rồi nhưng mà cha mẹ thì buồn kiểu mà mất con thì đâu có cái nỗi đau mà mình nỗi đau mất con thì cũng buồn nhưng mà kiếm không gặp xác còn buồn hơn, rồi anh thấy hoàn cảnh gia đình vậy đó khó khăn mới đi làm xa mà bây giờ xảy ra tình trạng gì cha mẹ cũng bị bệnh. Em biết không, anh nhớ cái thời điểm mà cái thời khắc mà lúc đó tầm khoảng 1:30 sáng đó, là lúc đó anh nhớ Lượng và cũng một số bà con ở nhà đấy chạy đôn chạy đáo mà nhìn cái mặt của Lượng là anh của em đúng không? Dạ. Đấy, mặt cái buồn hiu, và em anh mới hỏi là quá em ngồi đây em chờ ai? Lượng bảo là em ngồi đây em tìm xác của em gái của em tìm khoảng hôm nay tròn ra, mà lúc đó một cái cảm giác lúc đó em biết không, là 1:30 sáng rồi. Dạ, vậy thôi em đi xin phép vô phụ gia đình. Ok, dạ, cảm ơn em nha. Cảm ơn lời chia sẻ của em gái. Cái này ui, sấm chớp. Bé Diễm với quý vị. Cái này anh ba thọt lên cái cây kẹo ở đây tôi leo nó tôi buộc luôn. Sao chú? Đây anh thọt cái chính giữa đây. Giữa này phải không? À, thọt cái chính giữa chăng vô cái chăng cái giữa của ông già nằm đó. Giữa cây nó. Cái cây nó ra ngoài này cái nó tới đâu anh chặt tôi leo chổng tôi buộc á. Dạ, xe đi con gà né qua bên. Đó, cả nhà thấy không? Nhà gia đình khó khăn á, nên cái việc mà xảy ra cái đám tang khi mà để lo cũng rất là khó khăn cả nhà. Phải dùng bạc nè để trắng lên như vậy, chứ mà không có dựng rạp lên cả nhà ơi. Mỗi người một tay một chân để làm hết. Rất là rối luôn. Mong rằng cô chú anh chị mình xem thì coi như rằng là hãy hiểu cho hoàn cảnh gia đình của em Diễm là người thiếu nữ 16 tuổi không may đã qua đời trong cái vụ cháy ở quán karaoke ở trên Bình Dương cả nhà. Gọi là cháy mà không nhìn thấy được cái dung nhan, cái gương mặt của em luôn, nên là phía gia đình không thể nào mà nhận diện được em. Nó bắt buộc là phải để cho em ở trên đó mấy hôm, gần 5 hôm luôn đó. Rồi bắt đầu mới xét nghiệm ADN. Mà trong khi thời điểm mà xét nghiệm ADN đó, là có một cái xác thôi, mà đến 5 gia đình là cả nhà mình hiểu được cái đám cháy đó nó nguy hiểm cỡ nào, nó lớn lên cỡ nào và nó gây thiệt hại cho gia đình của các nạn nhân như thế nào rồi đó cả nhà. Thực sự là rất là đau lòng luôn. Bên phía gia đình của em Diễm á, thì cái đây nè, hãy quay cho cả nhà xem. Phía trước mặt cái nhà mình á, là cái nền nhà hồi xưa, cách đây khoảng 8 năm về trước, là có cái ngôi nhà rất là ấm cúng ở nơi này. Và sau 8 năm thì coi như là chỉ còn lại những cái vật như là cái cột, miếng dán còn sót lại ở đây thôi. Vì lý do là hoàn cảnh khó khăn, ở đây không có thể nào mà lo sống cho gia đình được nữa, nên gia đình của em Diễm quyết định là di chuyển lên trên Bình Dương, lên Sài Gòn để lập nghiệp, coi như là tha phương cầu thực đó cả nhà.
nhưng mà đến bây giờ coi như là chỉ mới có mấy năm thôi thì em Diễm bắt đầu đi làm để phụ giúp gia đình, thì đã xảy ra cái cớ sự, cái câu chuyện không hay như vậy. Thì biết bao nhiêu những cái kỷ niệm, biết bao nhiêu những cái hoài bão, những cái ước mơ của em Diễm trong cái độ tuổi mới có 16 tuổi thôi. Là 16 là cái độ tuổi rất là đẹp của một người con gái đó, thì muốn giúp đỡ, hỗ trợ cho gia đình có được cái cuộc sống tốt hơn và lo cho các em nữa đó. Nhưng mà không được như cái ý muốn cả nhà, nên cuối cùng là coi như em đã khép lại những cái ước mơ, khép lại những cái hoài bão, những cái kỳ vọng của gia đình, của bạn bè, của người thân, của các thím, các chú ở trong gia tộc, trong dòng họ, để lại những cái tiếc thương rất là lớn cho phía gia đình cả nhà ơi. Video clip này hãy ghi hình và hãy chia sẻ lên cho cả nhà. Thì có thể khi video này lên thì lúc mà em Diễm ở trên Bình Dương sẽ được trở về đến đây rồi. Nhưng mà vẫn mong muốn cô chú anh chị hãy rủ lòng thương, hãy giúp đỡ cho gia đình của em Diễm một phần nhỏ nhoi nào đó cũng được. Cô chú anh chị có thể ngưng một ổ bánh mì, ngưng một gói thuốc, ngưng một ly cà phê để các cô chú anh chị chung tay lại hỗ trợ giúp đỡ cho gia đình em Diễm, để gia đình có thể lo cho em được một cái đám được tốt đẹp hơn. Và cũng mong rằng sau đó thì vong linh, vong hồn của em sẽ được an ủi nơi chính suối, về với tổ tiên, ông bà. Đó, cả nhà mình nhìn thấy rõ ràng không? Đến thời điểm bây giờ coi như là 4 giờ rồi, 4 giờ hơn một tí xíu rồi, mà coi như đến bây giờ là vẫn chưa có cái sự công tác chuẩn bị gì để đón tiếp cho em. Thì gia đình rất là khó khăn cả nhà, rất là khó khăn luôn, nên là không thể nào chuẩn bị cho nó tươm tất được. Tiền bạc thì không có, rất là eo hẹp. Đó, cả nhà mình nhìn thấy đó, xung quanh tổng quan thì nó chỉ có sơ sài như thế này thôi, thì hãy thấy hãy rất là thương luôn. Đóng bên kia xong là bắt đầu các cô, các chú, các bác qua bên hướng bên này, thì ngay chỗ này là ngay cái bờ ruộng luôn cả nhà, ngay cái bờ ruộng. Chị ơi, chị em muốn hỏi cái bờ ruộng này là của mình hay của người ta? À, của người ta đấy hen. Dạ, thì cái bờ ruộng này là của người ta cả nhà. Nó bắt đầu là từ xíu nữa mà vô á, là từ ở ngoài tít ở ngoài kia, ngoài cái chỗ trắng trắng rồi đó, là cái lộ dầu rồi đó cả nhà. Đó, là phải đẩy vô, đẩy bỏ lên cái vỏ á, xong rồi đẩy em Diễm vô, bỏ lên trên cái quan á, đẩy vô phía bên trong này. Thì sau đó chắc là lên ở đây cả nhà, lên ở hướng này rồi đưa em về bên này nằm đây đỡ. Thì em mới nằm trên cái mái lá cả nhà ơi. Nhà, cái mái lá này là rất là lâu rồi nè, lá này rất là lâu rồi. Hồi xưa nhà của Hải cũng là ở nhà mái lá, ở cũng mười mấy năm á, thì sau này mới sửa sang lại thì mới lên được cái nhà, nó được là gọi là tạm ổn hơn một tí xíu. Thì sau đó thì nhìn lại cái hoàn cảnh của em Diễm này á, thì Hải thấy rất là thương luôn cả nhà. Cái này là nhà của bên chú thím ở với ông bà nội, nhưng mà bà nội mất rồi, còn ông nội thì cũng rất là khó khăn. Và cái nhà này, và nghe lời chia sẻ của phía bên chú thím, thì là được bên chính quyền địa phương sở tại đã hỗ trợ, đã cất cho đó cả nhà. Phía này thì coi như là chăng hết luôn, chăng hai bên lại, trời đang chuyển mưa, đang rầm rừ sấm chớp quá trời luôn cả nhà ơi. Cũng mong rằng là khi mà đưa linh cữu của em Diễm về với đưa linh cữu của em Diễm về lại với gia đình đó, về lại với đất mẹ, thì coi như rằng là sẽ không có mưa, thời tiết sẽ ổn định hơn một tí xíu. Chứ cả nhà thấy bây giờ ngoài trời đang mưa nè, đang mưa lâm dâm nè, nó rất là khó khăn cho cái công việc mà đưa em ấy về. Mưa quá, hãy xin phép được vô phía bên trong nha cả nhà. Tí nữa em sẽ được nằm ở đây cả nhà.
là tí nữa là Diễm nó sao anh tạm đây không? Tạm đây để là mình làm cái tang lễ xong đó thì mình mới giờ ngoài kia, mới cho em Hạ Nguyệt ở kia. Cho Hạ ngoài đó. Dạ dạ. Thì đó là những thông tin mà Hải muốn cập nhật và chia sẻ truyền tải đến cho cả nhà mình. Dạ. Khi mà đến đây á, thì Hải tin chắc rằng là cô chú anh chị mình sẽ không thể nào mà kìm lại được nước mắt đâu. Nhìn cái nhà và cũng như là nhìn mọi thứ nó rất là quạnh hiu, nó rất là hiu quạnh luôn cả nhà. Rất là buồn, một cái cảm giác nó buồn mà không thể nào mà diễn tả thành lời được cả nhà ơi. Thì qua video clip này Hải cũng xin phép được kêu gọi tất cả các nhà mạnh thường quân, các anh chị hảo tâm có tấm lòng bác ái thì hãy bớt một bữa ăn sáng, bớt một ly cà phê, bớt một gói thuốc để coi như là hỗ trợ giúp đỡ cho gia đình của em Diễm có thể lo được một cái đám tang cho nó tươm tất, cho vong linh của em được yên nghỉ nơi chín suối. Thì đó là cái lời khẩn cầu tha thiết của Hải đến với tất cả các cô chú anh chị mạnh thường quân trong cũng như ngoài nước. Hải tin chắc rằng nếu những video clip này đến được với các nhà mạnh thường quân, các nhà hảo tâm thì chắc chắn một điều rằng là các cô chú anh chị sẽ không thể nào nỡ mà không nhín ra một cái ổ bánh mì, một cái ly cà phê, một cái gói thuốc để giúp đỡ hỗ trợ cho bên phía gia đình. Dạ, nói chung là nhờ cái lán này để ấy, dạ, không, dạ. Không đưa được vô nhà. Không có vô nhà, tại vì nó cháu nhỏ quá rồi. Nó nhỏ quá chứ, bây giờ ông đảo còn. Đâu dám đưa vô nhà giữa đâu. Dạ. Dạ. Là lý do tính để... cho nó vô nhà dưới, nhà cho ông lão nằm mà ông lão không đó rồi, ông để qua tại đó thì ông không quá cảm xúc. Dạ. Ừ, ông đang bị bệnh nữa. Rồi nhiều... là mình để đây đi. Giờ anh em cũng nói là cho cháu nó nằm đại ở ngoài này. Dạ. Rồi mình che cho. Là anh em cũng bàn bạc để cho coi như cho em nó nằm ngoài đây rồi ha. Cho em nó nằm ngoài đây. Dạ, lấy che cho nó dễ cho mưa nó tạnh. Cái này chỉ sợ là gió thôi, nhưng mà nếu mưa không mà không có gió không là không sao. Mà nó nổi gió sao. Nãy là con có nói chuyện với ông nội thì nhìn ông nội rất là cảm xúc luôn. Ông nội tối tối ngày hôm nay biết em Diễm về đây rồi, ông như thế nào mà nó đó sợ thôi. Cho nên kể cho nằm ở này đi cũng dáng ăn ngủi không. Dạ. Thì nói chung là giờ động viên ông nội là có nhờ cái chuyện nó đã xảy ra như vậy rồi. Dạ, cũng kìm nén cái đau thương lại để mà lo cái sức khỏe về ông cũng đã tuổi già. Dạ. Cái hoàn cảnh này là khổ lắm mà. Cái sự cố thôi chứ mình cũng... Dạ. Con cháu mà nó còn nhỏ, nó còn tội nghiệp, nó quá trời, nó quá nhỏ, mấy đứa gì. Dạ, mưa đây lớn. Cái mái lá này mới có dột không đó cô ơi? Ít. Đằng sau này tí nữa mình có xả xuống không cô? Dạ. Rồi bên này nếu mà vậy thì mưa nó tạt không? Em mới về em ở đây là nhiều khi sợ tạt á chứ. Nó mưa nó chạy theo cái này nè. Đúng rồi, chạy theo cái vách tôn này xuống nè. Đây nó hở quá nè cô chú chị. Nè, từ trên này là nó hở nè cả nhà. Con này là nó hở từ trên xuống á. Mưa lớn là nó mưa lớn là nó tạt xuống đây, nó chạy xuống đây nè. Mưa lớn nó chạy xuống đây. Dạ. Xuống đây nè. Đây phải vậy là mình làm một cái đường mương ở đây đi. Mình làm một đường mương nhỏ ở đây đi. Còn làm chỗ đó bị cái bê tông nó mưa bự nó nhiễu xuống. Dạ, đúng rồi. Vậy là cho anh nằm ngay đây đi. Cho nằm đỡ ngay đây đi. Dạ. Ở trên này có miếng bạc á, hồi lấy miếng bạc mình kéo qua trên luôn. Có. Đi che luôn đi. Tối nay em đi nghề luôn mà bây giờ trời đang mưa và mình di chuyển là phải dùng xuồng tối vậy mình có thể được không anh? Được. Đẩy cái ghe đó, cái ghe đường bây giờ đường ở dưới cái ghe của tôi đường dưới sông đó là hồi tôi tháo đập đi, đẩy vô đây.
đẩy vô đây thì hết mưa rồi đẩy hết ơi, để tối tối đẩy vô rồi chừng nào cháu tôi về thì tôi đẩy ra ngoài tôi chở xác vô. Không ấy bây giờ mình tranh thủ mình chưa mưa. Mình ra mình làm cái xuồng vô đi. Mình làm cái xuồng trước đi anh. Mình ra mình làm cái xuồng trước đi. Giờ mình đi ra mình làm cái xuồng trước đi. Đúng rồi. Tối còn mưa lớn á. Vậy là mình đi đường này cũng có anh hồi nữa mình đi mấy vậy. Xuồng cái ghe đó, cái ghe đó. Cái ghe đường đường đó. Đúng rồi. Bắt bao rồi tôi đẩy cái ghe ra. Bây giờ phải ra làm cái ghe cả nhà. Bây giờ trời đang mưa gió nữa. Cái ghe ở đâu anh trai? Đẩy cái ghe này á hen. Bây giờ mình dính cái máy lên rồi mình lấy cái ghe này để ra ngoài trước. Trời ạ. Thì đó là cả nhà. Coi như là tí nữa em Diễm về thì sẽ được bỏ lên trên cái ghe này nè. Xong rồi mấy anh em trong gia đình, mấy chú sẽ đẩy ra. Tháo máy ra. Ôi ôi trời ơi. Khó khăn lắm cả nhà ơi. Ở dưới vùng sông nước này mà coi như rằng là cái đường xá đi lại nó cũng gặp rất nhiều những cái khó khăn nữa. Để đại ngoài này đi Ừ. Như là giờ muốn đem vô á là phải dời cái máy lên trên đó để đó. Rồi cái ghe á, tí nữa sẽ phải khinh lên cả nhà. Nó tầm tuốt ở dưới cái kênh này nè. Khinh bỏ lên trên cái bờ vuông á, cái bờ ruộng ở mấy trên á, rồi sau đó thì mới đẩy ra bên ngoài. Khi mà em Diễm về đến á, là chỉ cần là lấy cái ghe này ra là bỏ em Diễm lên là cả nhà mình đẩy giúp vô phía bên trong là coi như là xong. Thì thực sự rất là tội, rất là thương luôn. Mưa lớn rồi nó ngập tới đâu vậy cô hen? Vòng nhà là coi như là ngập hết. Nó lên được mắc cá không? Hả? Nước lên được mắc cá không? Không lên cao đâu. Có năm rồi là ngập. Năm rồi tháng 9 năm rồi là ngập luôn nền nhà trong chơi. Ui trời, dữ vậy hen. Ngập hết trơn. Dạ. Cũng như giờ thì nó chưa có ngập. Tới tháng 9 nước nổi ngập nhà. Cái ao này có đường ra vô, thấy nước nó xanh nó dơ dữ vậy cô? Cũng có đường ra nữa. À nước này nè, cái chỗ này nè. Dạ. Lớn ở đây nó lớn nó rộng trong đó. Dạ. Nhà mình có nuôi nhiều quá con. Dạ thì em chồng. Vậy bây giờ là cái mấy anh mấy chú đang kéo tay đưa lên trên bờ là nặng lắm á. Đúng rồi. Giờ kéo tay cái thuyền lên cả nhà. Mà sao mình không đi ở kia rồi mình khiến... đẩy ra ngoài kia luôn. Đẩy ra kia là xin qua. Không được à? Nặng quá hả? Ở đằng kia em không có thấy một cái bờ ganh. Là hồi tới chỗ đó là sao mình kéo cái xuồng qua được? Được, mình đây thì anh em thì cũng mình họp nhau thì đẩy qua được hết nha. Nói chung là đông người hợp sức lại thôi. Tại vì là nhà tối không đi được đường sông, mình phải đi đường gốc. Đúng rồi. Chứ phải mà lớn đi đường sông được. Hôm nay phải cho đi đường gốc đi. Còn nhỏ mà đi đường gốc. Dạ. Chứ không cho đi đường sông. Là con nhỏ là mình không cho đi đường sông được. Đúng rồi. Sao vậy? Cô quả nhanh có thể giải thích không? Ở đây thì nói chung nhà ở đây thì ông nội thì còn, đúng không? Còn cha mình ai đâu cho đường sông? À đi đường ruộng. Là phải đi đường ruộng. Đúng. Đường à, là ví dụ như là người lớn mà còn á, là mình phải đi đường ruộng. Đúng rồi. Còn mắt hết thì mình đi không được. À vậy. Vì còn hơi nhỏ quá. Hàng kiểu như phong tục ha. Hả? Thì đúng rồi. Người phong lớn, tục. Nếu mà người lớn còn á là mình phải đi đường ruộng. Đúng rồi. Tại vì ở đây thấy đường ở đây cũng đâu có đường đi đâu. Thì chỉ có cái đường nhỏ đường đất mà nó rất là mưa trơn. Mưa. Còn bây giờ mình đây mình đi ruộng nó phải không cho đường không được. Còn mà người lớn mà kiểu như anh nói là không mấy thì mới được đi đường đó. Đúng rồi. Dạ. Kiểu như mình cái phong tục giống như bữa kia ở trên Hội Sơn là trước khi ấy là mẹ đánh con ba cây đó. Ba cây. Okay. À. Thì giờ bất mà nó là tội bất hiếu á. Đúng rồi. Dạ. Giờ mình phải đi đường ruộng chứ đâu có khi như miễn mà cưng đi xong thì phải bước lên cửa đúng không? Dạ. Còn dạ. Đi đường ruộng đâu lên cửa đâu. Dạ. Đúng rồi. Là đi đường ruộng là bên hông vô bờ hè. Đó đúng. Bờ hè. Miễn mà mình đi dưới sông phải lên cửa. Đúng rồi. Như đó. Dạ. Bên đây thì chốt. Dạ thì bây giờ là cũng đang mưa rất là lớn cả nhà. Nên hãy sẽ về phía bên trong để chia sẻ cả nhà tiếp. Dạ. Mỗi lần đi ngang qua là đụng đầu. Cũng nói chung là mỗi người có một cái hoàn cảnh riêng, mỗi gia đình mỗi cảnh đó. Mỗi người thấy từ trước tới giờ thì em cũng đi chia sẻ rất là nhiều cái hoàn cảnh thì hôm nay là
cho nên đây là thấy hoàn cảnh của mình là rất là đặc biệt, là rất là khó khăn. Thì tôi nó cũng mới nhờ đến mạnh thường quân đâu đó gắn giúp đỡ cho gia đình đó. Hồi nãy giờ mình cũng có điện thoại lên chỉnh lại cho chị. Nó mới điện về, nó kêu chuẩn bị thì bây giờ đang chuẩn bị liệm đó. Là chợ nó hen. Đang chuẩn bị liệm mà chưa lên xe. Dạ. Rồi bây giờ nó kêu chuẩn bị ghe xuồng đằng ta nó về đó. Dạ. Rồi bước vô. Ừ. Ở trên đó liệm hồi xe cũng chạy đi vòng ở chỗ thị trường luôn hả chị? Không biết chạy đi đâu, mình ở đây. Điều đó làm chi nữa. Đâu ở đó để mình gọi không. Không, gọi rồi. Gọi cái bữa mà khi mà hay tin rồi đó gọi em về rồi. Thì cũng kêu nó đó mà không biết nhưng sao mà hồi vậy? Lúc mà liệm xong thì lúc mà chở thì ngồi trên xe thì kêu em về có dặn dạ. Em nó vậy đó dạ. Mà không biết sợ đây rồi thấy con nó vậy rồi nó không có tâm trí không mà nếu nhớ. mà cô dặn hai cái người cháu đi theo có ở đi chở, theo mà dạ. Không biết trên xe đó người ta cho đi nhiều không hồi nữa cô có gọi lên cái nữa cô kêu là nhớ gọi em về để xíu gọi đi để tôi gọi khi nào nhắc điện thoại ở đây không mấy cô móc rồi cô điện luôn có điện thoại đây sẵn móc rồi người gọi có nữa tôi đã bị tôi điện thoại tôi thì trên mạng tại vì nhà có mạng đó ở nhà tôi thì ngoài có mạng dạ trên này không có là nhiều khi ba mẹ hơi là lu bu không có trên nhớ nổi đâu không nhớ thấy con gì là không nhớ nổi đầu óc bây giờ không còn tâm trí nói chung là lúc đó cứ nước mắt nước mũi gì nó cha mẹ nó nghĩ tới con thôi là thấy hoài đó rồi dạ. Mẹ nó cũng vô nước biển rồi cha nó thì thấy nó điện em út mình cái khổ cảnh khổ mình bây giờ mình làm cô bác nữa mà mình khổ còn khổ nữa chứ con nó thấy tội nghiệp lắm mà ba mẹ của em Diễm là bệnh lâu năm lắm rồi mà không có tiền mà đi điều trị luôn thì đó bệnh này như tỷ nó bệnh nó xỉu thì đưa nhà thương chị còn mà đau thì uống dạ, thuốc vô thôi uống thuốc thì thôi ừ, dạ. Mà không ăn thì đâu có ăn ha đâu có ăn dạ. Rồi mẹ nó cứ đi bằng vậy đó rồi xỉu thì uống thuốc vô hết thì mình tiếp dạ tội nghiệp lắm vợ chồng đó. Của cô bình thường những cái đợt mưa thì ở đây của mình là dông gió nhiều không cô? Dông gió luôn ha. Gió như bão rồi chú. Dạ. Chú bão rồi thì như hôm qua trời ơi trời gió dữ lắm. Bữa nay đỡ hôm qua gió chứ tha mà giác này là mưa tao nó gió hết biết luôn. Gió. Cái tấm bạc này che như vậy là lỡ mà có mưa gió là nó có che được không cô? Thì bây giờ mình cũng tạm vậy đi chứ tới đâu tính tới đó bây giờ cũng không biết mà hình sao như này, hình như con thấy cái tấm bạc này là hình như là mượn của ai phải không mượn dạ tao cũng thấy nó hơi cũ rồi nè nãy nó nghe nói gì ấy dịch vậy cái này là hôm nay là không biết nó mượn đây của ai nó của nhà nó tại vì thằng em này nó cũng có dịch nữa nè dạ mình nó đi tìm dịch á là chắc lấy mấy tấm bạc rồi mà che dịch che luôn rồi đó tại mấy bây giờ chú ơi ở đây tại vì mình ở ngoài điện thì nó dễ còn ở đây nó khó khăn kiếm đèn đuốc lắm một lần thì người ta cho mình mướn mấy đèn đồ dạ bây giờ không có kiếm không có dạ Không có. Nhà mình không có điện luôn cô ha. Đâu có điện, đâu có kéo điện lên đây được. Ý cô cho con hỏi là tại sao là phải che gạt bên nhà ông nội mà gia đình của bên bé Ngọc Diễm á. Tại cái nhà có hay không mà tại sao che bên ông nội? Phải có nhà thì cũng che nhà nó rồi. Cái này như nhà ông nội với nhà trên ông nội ở với chú nữa đó. Nói chung là không có đất luôn. Không có đất luôn. Không có đất luôn. Thì đó có miếng đó rồi giờ nhà đó nó đi rồi dở rồi bỏ luôn tới giờ luôn đó. Rồi về đây rồi không có nhà có cửa hả? Khổ gì đó. Khổ quá trời khổ luôn. Vì cuộc sống nó bỏ đi làm ăn xa. Vì nhà thì ở với nó cũng một luôn. Nhà một luôn đi rồi nhà một luôn mà nhà đâu có nhà nhà, cây nhà lá, mỗi lần cũng nhà lá, nhà dách gì đó. Một kiểu như nhà trước mình xây cũng ở tạm bợ không phải gì không kiểu như khó khăn gì mình đâu có điều kiện mình xây được nhà thì đó nó vậy đó rồi bây giờ khổ vậy đó ở đây nói chung từ đi ra ngoài xa ở điện điện còn không có điện không có rồi mấy chú thấy bây giờ ăn thì không có ăn nó đâu có tiền mà vô điện kéo quá xa mình đâu có tiền dạ, đúng rồi. Khả năng đâu mà kéo nó từ ở ngoài lộ nó mà vô tính tới đây là khoảng 500 mét nếu mà kéo đường điện là có ít nhất cũng khoảng 20 triệu của con dữ lắm rồi đây rồi mà kiếm anh tự biết cô ăn rồi đâu dạ. Có mà tiền đâu mà vô điện rồi cô cho con hỏi thêm bình thường hàng ngày là cái công việc hàng ngày của mình mà đi kiếm sống của cô làm ở đây là mình làm những công việc gì cô ở đây thì bây giờ chú thấy cái làm ruộng
Dạ. Rồi cuộn bây giờ người ta máy móc người ta làm không hà. Dạ. Nên là giờ dân chúng mình ta đổ Bình Dương là nhiều đó. Ừ. Nên là giờ ở đây thì không có mặn cuộn thì người nào có cuộn nhiều thì người ta ở mặn thôi. Còn ít ít công là ta đi Bình Dương chơi. Không mà nếu mà mình không có cái khả năng mà đi Bình Dương thì ở ở đây á thì mình làm những cái công việc gì á? Ở đây thì như có ấy thì nuôi vịt. À nuôi vịt ha. Nuôi vịt. Rồi, bây giờ ta không có mướn. Mỗi lần nghe thì ta mướn nè, cái đi dặm lúa như tới mùa ta xạ đó, dạ, ta mướn xạ, dạ, còn ta mướn dặm lúa, còn ta mướn cắt. Còn bây giờ là máy móc không? Máy móc không mà đúng rồi. Làm là nông dân thất nghiệp nên đi Bình Dương không? Rồi như tỷ ai có vốn thì ta nuôi vịt. Nuôi vịt rồi. Giống như ở đây có những cái trường hợp giống như là mình mướn đất mình làm không? Có mướn đất mà năm nay, hai năm nay từ thời bệnh dịch tới giờ lỗ. À, lỗ là mình không có vốn để mình mướn nghe. Lỗ là gì? Là lỗ là tại vì thời tiết thôi. Chứ mặn thì nó cũng trúng. Dạ. Mà thời tiết như hồi vụ rồi là đông sưng đó. Dạ. Đông sưng rồi chụp bóng mưa ngặt hết trơn nên dân chúng chúng mà lỗ luôn á. Dạ. Nhầm người ta mà nhiều nó lỗ chết luôn. Nói chung nếu mà không có thiên tai thì mình làm vẫn trúng ha. Mà vẫn trúng. Dạ. Không có thiên tai thì mặn vẫn trúng. Cũng có ăn kiếm ăn được mà. Dạ. Hai năm nay là không, hôm nay là thiên tai quá, thiên tai quá nên là mặn ăn không được, chỉ là ở đây là có nhiêu thôi, nuôi vịt với mọi người thôi. Mà cái khả năng mà nuôi vịt của mình có thấy có khả quan không cô? Trời ơi chú ơi, có đồng thì mình ăn, như mình nghèo nè. Dạ. Mình ăn chừng nó hết đẻ thì mình phải bung ra cho nó. Ừ. Nên là chị đó bắt bên vậy thì mình không có chuyện gì phải nuôi thôi chứ biết làm sao giờ. Nói chung cái cuộc sống mưu sinh ở dưới quê này thì nó rất là khó khăn hả cô? Khó nhà em đó, nuôi có nhiêu vịt đó mà nó hai đứa con với hai chồng với ông lão.